Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Xuân Duy Channel. Thưa quý vị và các bạn, video clip này sẽ giới thiệu vua xe định hình Honda CFR 1000L Africa Twin DCT 2017. Và mẫu xe này đã được một showroom tại Hà Nội nhập về. Và đây là một trong những mẫu xe Việt dã chạy mạnh mẽ nhất trên thị trường hiện nay. Chiếc xe này được một showroom mà chúng tôi xin phép được giấu tên nhập về Hà Nội. Và hiện nay thì chưa có cái thông tin về giá bán chính thức của chiếc Africa Twin DCT 2017. Trước đó thì cái mẫu Honda CFR 1000L Africa Twin DCT 2017 đã được công bố giá bán tại thị trường Nhật Bản là 1.490.400 yên, và tương đương là 298 triệu đồng, có nghĩa là xấp xỉ khoảng 300 triệu đồng. Nhưng đây là cái giá bán tại thị trường Nhật Bản. Và về thiết kế thì mẫu Honda CFR 1000L Africa Twin DCT 2017 được bổ sung cái màu đỏ là Candy Pro Mirrors mới, bên cạnh ba cái màu tùy chọn sơn sẵn có là trắng đen, màu đỏ Victory Red và màu bạc Digital Sliver Metallic. Thì phiên bản Africa Twin DCT 2017 đầu tiên về Việt Nam thì nó lại sở hữu cái màu sơn trắng là Pearl Glass White với tem ba màu đặc trưng của hãng Honda. Thiết kế ngoại thất thì nó không có nhiều thay đổi so với cái phiên bản 2016. Phần nổi đầu xe thì nó được trang bị cái cụm đèn pha rất là nổi bật. Đặc điểm là đèn pha LED và kính chắn gió lớn. Tay lái thì được ốp bảo vệ và đèn xi nhan nhỏ, nằm gọn và khá là cao. Đuôi xe thì cũng dùng cái công nghệ đèn LED trên đèn hậu, và đèn báo rẽ cũng có cái thiết kế tương tự. Ghi đông của xe thì khá là rộng với nhiều nút bấm trên cùm công tắc, bao gồm cả công tắc lựa chọn chế độ D, S và N. Phiên bản DCT thì có điểm khác biệt là không có tay côn bên trái, thay vào đó là tay phanh sử dụng trong trường hợp đỗ xe ở dốc cùng với cái cùm công tắc. Điều khiển tính năng trên bảng đồng hồ điện tử LCD và lẫy chuyển số điện tử. Bình xăng trên xe thì có dung tích lớn hơn là 18,8 lít và phần chân bên trái đã không còn sự xuất hiện của cần số nữa. Yên xe thì được bố trí tay nắm cao nhằm thuận tiện cho việc dắt xe, và Honda cũng để một số vị trí chờ để người sử dụng có thể lắp thêm các cái thùng hoặc hộc chứa đồ hay là buộc hành lý phía sau cho những các cái chuyến phượt đi rất là dài. Phiên bản Africa Twin DCT 2017 thì vẫn được trang bị giảm sóc trước, giảm upside down đến từ Showa tới hành trình là 45mm, và giảm sóc dạng sau là monosốc với cái bộ ProLink hỗ trợ giảm chấn điều khiển chiều cao cho yên xe. Và chiều cao yên xe thì có thể thay đổi từ khoảng 850 đến 870 mm. Mẫu xe này sở hữu hệ thống phanh đĩa đường kính 310mm với guốc 4 phanh piston trước và 256mm đi kèm hai guốc phanh ở piston sau, kết hợp với bộ vành tâm DID màu vàng. Đây có thể nói là màu vàng đồng. Kích thước là 21 inch ở phía trước và 18 inch ở lốp sau. Và những cái mẫu xe này thì cũng là những lốp không xăng với cái thương hiệu là Dunlop. Về công nghệ thì Honda CFR 1000L Africa Twin DCT 2017 được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS đa kênh và có thể tắt được ở trên bánh sau nếu mà chúng ta chạy off-road, và trang bị hệ thống kiểm soát moment xoắn HSTC như cái phiên bản 2016. Động cơ cũng được giữ nguyên so với thế hệ cũ, vẫn là loại 2 xi lanh thẳng hàng, phun xăng điện tử và làm mát bằng dung dịch, 4 van và 2 buji cho mỗi xi lanh với tổng dung tích là 998 phân khối, kết hợp với hộp số ly hợp kép DCT tạo ra công suất tối đa là 95 mã lực và moment xoắn cực đại là 98 Nm. Như vậy, nếu mà so với phiên bản 2016 thì Honda CRF 1000L Africa Twin DCT 2017 thì mạnh hơn 2 mã lực,
nhưng vẫn đáp ứng cái tiêu chuẩn khí thải Euro 4, mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình thì khoảng là 4,62 lít trên 100 km, và nó khá là tiết kiệm so với một cái mẫu xe Adventure cỡ rất lớn như vậy. Hiện nay thì cũng chưa có cái thông tin chính thức về giá bán của cái mẫu Africa Twin DCT 2017 tại thị trường Việt Nam. Nhưng mà cái giá tại thị trường Nhật Bản được công bố thì nó là 298 triệu đồng. Thì chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn những cái thông tin về cái mẫu xe này trong những cái video clip tiếp theo. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi, và hãy like cho video và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều bản tin mới từ chúng tôi.